Quý vị và Xuân Long xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang dành sự quan tâm theo dõi cho chương trình 365 ngày chuyển động. Lâm Đồng đang triển khai xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Lâm Đồng cho sản phẩm cà phê Arabica và Robusta. Điều này sẽ có tác động ra sao đối với người trồng và sản xuất cà phê tại địa phương? Câu trả lời sẽ có trong phần cuối của chương trình. Bên cạnh đó còn là những thông tin nông nghiệp vừa cập nhật mà quý vị không nên bỏ lỡ. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Bước vào thời điểm bắt đầu mùa khô hạn, kèm theo các cơn mưa đầu mùa ở một số địa phương cũng là lúc sâu bệnh hại tấn công cây trồng. Lâm Đồng tổ chức kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên 700 mẫu nông sản trong năm 2023. Bến Tre khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo đủ nước ngọt, phục vụ vùng sản xuất cây ăn quả đặc sản, cây giống. Liên kết và chung tay để sản xuất cà phê bền vững, giải pháp tìm kiếm lối mở cho sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, trong 3 tháng đầu năm nay, sâu bệnh hại trên các loại cây trồng hầu hết giảm nhẹ so với cùng kỳ của năm ngoái, nhưng bà con nông dân cũng không nên chủ quan. Vâng, Xuân Long còn được biết là sâu keo mùa thu hại bắp và bọ xít mũi hại cà phê có xu hướng tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, không bùng phát thành dịch gây thiệt hại lớn cho sản xuất. Cụ thể, theo thống kê trên cây điều, bọ xít mũi gây hại hơn 4.300 ha, giảm 975,8 ha, bệnh tháng thư gây hại 4.732 ha, 156,2 ha bị nhiễm nặng, giảm 474,3 ha. Cây cà chua, bệnh xoăn lá virus gây hại 124 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng, giảm 201 ha. Cây dâu tằm, bệnh tuyến trùng gây hại hơn 616 ha tại Đà Oai, Đà Tẻ, Cát Tiên và Lâm Hà, giảm 19,5 ha. Cây cà phê, chè, bọ xít mũi gây hại nhẹ hơn 1.550 ha tại Lạc Dương, thành phố Đà Lạt, tăng 66,1 ha so với cùng kỳ. Cây bắp, sâu keo mùa thu gây hại 88,7 ha tại Đơn Dương, Đức Trọng và Đà Tẻ, nhiễm nặng là 5 ha, tăng 53,7 ha. Bước vào thời điểm đầu mùa khô hạn kèm theo các cơn mưa đầu mùa ở một số địa phương cũng là lúc mà sâu bệnh hại tấn công cây trồng, nhất là đối với một số loại cây trồng chủ lực. Đúng rồi đó Thúy Vi. Do đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng vừa khuyến cáo các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn. Cụ thể, phòng trừ sâu tơ, bệnh sưng rễ, thối lá, thối nhũn, thối hạch trên rau họ thập tự, bệnh mốc xương, đốm đen, ruồi đục lá trên rau họ cà, bọ trĩ, rỉ sắt, virus trên hoa cúc và nhện đỏ, bệnh phấn trắng trên hoa hồng. Trên cây lúa cần tập trung phòng trừ bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, khô vàng. Thu hoạch đến đâu, tiến hành làm đất, cày vùi gốc rạ, vệ sinh đồng ruộng đến đó nhằm tiêu diệt mầm móng sâu bệnh để xuống giống kịp thời cho vụ hè thu. Hiện nay thời tiết khô hạn kéo dài nên cây cà phê cũng cần phải chủ động nguồn nước tưới, áp dụng các biện pháp tỉa cành, tạo tán, vệ sinh vườn, phát dọn cỏ dại, tủ gốc, bón phân đầy đủ kịp thời để ra hoa đậu quả đồng loạt. Ngoài ra cần theo dõi phòng trừ bọ xít rệp sáp, mọt đục cành, vàng lá, khô cành và rỉ sắt. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản hiện nay là vấn đề không chỉ nông sản xuất khẩu mới cần quan tâm, mà người tiêu dùng trong nước cũng đặc biệt ý thức được việc hạn chế hoặc là không sử dụng nông sản có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Cũng mới đây, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng vừa được giao tổ chức kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên 700 mẫu nông sản trong năm 2023. Việc thực hiện các đợt kiểm tra như thế này nhằm mục tiêu duy trì được tỷ lệ vi phạm về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật qua phân tích định tính dưới 1%. Cụ thể, kiểm tra định tính 380 mẫu rau củ quả, 70 mẫu trái cây, 30 mẫu dâu tây, 20 mẫu chè các loại. Kiểm tra định lượng 100 mẫu rau củ quả, 60 mẫu trái cây, 20 mẫu chè, 20 mẫu dâu tây. Tổng số 700 mẫu nông sản kiểm tra nói trên là của doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân sản xuất liên kết trên địa bàn các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lâm, Đà Oai, Đà Tẻ và thành phố Bảo Lộc. Căn cứ vào tình hình thực tế, mỗi mẫu nông sản dự kiến phân tích ít nhất là 2 chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Được biết, mục tiêu năm 2023, toàn tỉnh duy trì tỷ lệ vi phạm về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật qua phân tích định tính dưới 1%. Thời điểm nông dân Lâm Đồng tập trung phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, thì nông dân các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại đối mặt với khó khăn từ hạn mặn. Hiện nay hạn mặn ảnh hưởng đến sản xuất của người dân tại Bến Tre, nhất là vùng sản xuất chuyên canh cây ăn trái, sản xuất cây giống tại huyện Chợ Lách và Châu Thành.
Vì vậy mà tỉnh Bến Tre đang khẩn trương triển khai các giải pháp để ứng phó nhằm hạn chế những tác động do xâm nhập mặn, đảm bảo đủ nước ngọt để phục vụ cho vùng sản xuất cây ăn trái đặc sản, cây giống có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do xâm nhập mặn. Nhiều hộ trồng cây ăn quả đặc sản như sầu riêng, chôm chôm ở xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre như ngồi trên đống lửa khi mà lượng nước ngọt ở các mương vườn đang dần cạn kiệt trước cái nắng gay gắt của những ngày cao điểm hạn mặn cuối tháng 3. Cây sầu riêng vốn mẫn cảm với nước mặn nên người dân lo lắng vì nước kênh có độ mặn 0,4 phần ngàn đã ngấp nghé ngoài bờ ranh. Tại huyện Chợ Lách có hơn 10.500 hectare đất sản xuất nông nghiệp, người dân kinh tế chủ yếu sản xuất cây giống hoa kiểng, trồng cây ăn trái đặc sản, khả năng chịu mặn kém. Do vậy, ngay từ cuối năm 2022 và đầu năm 2023, huyện Chợ Lách đã triển khai các giải pháp ứng phó hạn mặn mùa khô năm 2023. Nên đến thời điểm hiện tại, tuy mặn xâm nhập sâu nhưng vẫn đảm bảo nguồn nước ngọt cho người dân sản xuất sinh hoạt. Tại Bến Tre, xâm nhập mặn vào mùa khô năm nay đến sớm hơn trung bình nhiều năm trước. Vì vậy, các ngành chức năng và các địa phương, người dân cần có sự chủ động để đảm bảo đủ nước tưới cho vùng sản xuất chuyên canh cây ăn trái, cây giống, giảm thiểu tối đa thiệt hại hạn mặn gây ra như những năm trước đây. Cà phê là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Việt Nam và được trồng tập trung chủ yếu ở vùng Tây Nguyên, chiếm 36% về tổng sản lượng chung. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Chúng ta có tổng diện tích trồng cà phê trong cả nước là khoảng 710.000 ha, nhưng thu hoạch chỉ khoảng 650.000 ha và chế biến sâu với tỷ lệ rất thấp. Vậy làm thế nào để liên kết cùng nâng tầm giá trị cà phê Việt trong thời gian tới là vấn đề đáng bận tâm. Năm 2022 là một năm rất thành công đối với hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam với sản lượng 1,78 triệu tấn, đạt kim ngạch trên 4,06 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Trong tháng 2, sản phẩm nông nghiệp chủ lực này vẫn mang về những số liệu rất tích cực, đạt 180.000 tấn, trị giá 393 triệu đô la Mỹ, tăng 26,3% về lượng và tăng 26,5% về trị giá so với tháng 1 năm 2023. Ngành cà phê Việt Nam đã phát triển vượt bậc cả về diện tích, năng suất, sản lượng, từng bước xây dựng công nghiệp chế biến cà phê hiện đại, đa dạng sản phẩm, phù hợp với thị hiếu thị trường. Cùng với nhiều tiến bộ đã được áp dụng vào sản xuất, Việt Nam cũng đã bước đầu hình thành công nghiệp chế biến cà phê nhân xuất khẩu, cà phê rang xay, cà phê hòa tan và hệ thống kho bảo quản 2,36 triệu tấn một năm. Bên cạnh đó là việc củng cố thị trường truyền thống như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc, phát triển thị trường tiềm năng ASEAN và Trung Quốc, cơ hội mở ra cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp ngành cà phê Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp chuẩn bị xuất khẩu và các doanh nghiệp có tiềm năng luôn chủ động tìm, gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác, các nhà môi giới thương mại, cũng luôn mở ra cơ hội mới để cà phê Việt Nam tiếp tục vươn xa. Là mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam, tuy nhiên cũng chính việc xuất khẩu có phần ồ ạt này đã khiến cho nguồn cung trong nước giảm xuống mức rất thấp kể từ cuối năm 2022 đến nay. Điều này cho thấy xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn còn rất nhiều thách thức lớn cần phải đối mặt để có thể duy trì đà tăng. Song chúng ta vẫn nhận thấy được những tín hiệu tích cực từ các nguồn lực, đó là việc liên kết chung tay để sản xuất cà phê bền vững. Hiện đã có nhiều mô hình liên kết rất hiệu quả, đó là doanh nghiệp hợp tác xã với vai trò là nhà cung cấp giống, vật tư và vốn. Người kỹ sư đưa quy trình cho nhà nông và doanh nghiệp chính là nhà tiêu thụ để tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm. Luôn xác định người nông dân vẫn là người quyết định chất lượng cây cà phê, nên từ năm 2019, đơn vị xuất khẩu cà phê hàng đầu của tỉnh Đắk Lắk là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk đã bắt tay chặt chẽ với các hộ nông dân. Những khó khăn trong việc đẩy mạnh xuất khẩu cà phê trong năm 2023 của Việt Nam không chỉ dừng lại ở những thách thức về nguồn cung, mà đó còn là vấn đề về chất lượng cũng như nguồn gốc cà phê. Bởi vậy, liên kết để tạo ra giá trị chung luôn cần sự đồng hành của nông dân trong việc xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn cao. Thực tế, giá trị bền vững trong lĩnh vực cà phê đã tăng qua từng năm, khoảng 23% trong 2 năm qua, với nhiều chương trình phát triển cà phê bền vững. Đặc biệt trong năm 2023, ngành hàng cà phê sẽ hứa hẹn nhiều triển vọng tích cực khi mà nguồn cung trong nước được đảm bảo toàn diện, cả về chất lượng, sản lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, kể cả là đến các thị trường khó tính như Mỹ hay châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, Lâm Đồng là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao với hơn 175.000 hectare. Trong đó có các chứng nhận cà phê đã được xây dựng và bảo hộ như là cà phê Arabica Cầu Đất, cà phê Di Linh hay cà phê Arabica Lang Biang.
Tuy vậy cũng phải thừa nhận một thực tế là việc phát triển các nhãn hiệu chứng nhận này vẫn còn thiếu sự kết nối, rời rạc trong phân vùng địa lý, dẫn đến việc khó khăn trong quảng bá và giới thiệu sản phẩm cà phê Lâm Đồng. Do vậy, địa phương đang triển khai xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Lâm Đồng cho cà phê Arabica và Robusta ở Lâm Đồng. Chỉ dẫn địa lý là khái niệm dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay là quốc gia cụ thể. Danh tiếng của các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa lý quyết định, được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó. Với diện tích cà phê chiếm tỷ trọng lớn của các địa phương như là Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, thành phố Đà Lạt, Lạc Dương, với nguồn gốc xuất xứ và danh tiếng vốn có gắn với nét đặc thù riêng của địa phương phía Nam Tây Nguyên, việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý Lâm Đồng để xây dựng, quản lý và phát triển cho sản phẩm cà phê của tỉnh là rất cần thiết. Xây dựng cái chỉ dẫn địa lý cà phê cho tỉnh Lâm Đồng nó không chỉ là cái cơ sở khoa học để mà giải thích cho cái việc cà phê của Lâm Đồng khác biệt với cà phê so với các tỉnh khác, thì chúng tôi cũng xem xét đến các yếu tố về sở hữu trí tuệ, về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Còn về đi sau thì chúng tôi cũng sẽ kết hợp đối với cái việc mà phát triển chuỗi cũng như là truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa, thì cái việc mà xây dựng chỉ dẫn địa lý là cái cơ sở dữ liệu, xây dựng được cơ sở dữ liệu cho cái việc mà xây dựng cái hệ thống quản lý về truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Theo kế hoạch, đến năm 2025, diện tích cà phê toàn tỉnh là 172.000 ha, giảm dần xuống còn khoảng 160.000 ha năm 2030. Sản lượng đạt 550.000 đến 560.000 tấn một năm. Trong đó, giảm dần diện tích cà phê vối đến năm 2030 còn 145.000 ha. Đồng thời, tái canh ghép cải tạo khoảng 29.400 ha để tăng năng suất bình quân lên 3,5 tấn một ha năm 2025. Và 3,6 tấn một hecta năm 2030. Giải pháp canh tác cà phê tiếp tục áp dụng theo các tiêu chuẩn bền vững UTZ 4C Rainforest nhằm nâng cao giá trị của cà phê, đồng thời hình thành vùng nguyên liệu chất lượng cao cho chế biến và xuất khẩu. Dù là địa phương đi sau trong việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê, nhưng việc tìm thấy được ưu thế riêng có của cà phê Lâm Đồng được kỳ vọng mang lại sự khác biệt. Khi mà chỉ dẫn địa lý cà phê của tỉnh Lâm Đồng được thiết lập, được xác lập rồi thì nó mang được giá trị rất là, thứ nhất là về giá trị, về danh tiếng, là sản phẩm cà phê của tỉnh Lâm Đồng được mọi người tiêu dùng biết đến về uy tín và chất lượng của sản phẩm cà phê của tỉnh Lâm Đồng so với những cái khu vực lân cận cũng như những cái đặc thù của những cái sản phẩm cà phê ở những vùng khác. Thứ hai nữa là khi mà chỉ dẫn địa lý cà phê của tỉnh Lâm Đồng được thiết lập thì nó là một giống như một cái giấy chứng nhận để công nhận được cái nguồn gốc của cà phê của tỉnh Lâm Đồng, và được không chỉ trong nước mà cả trong trên thế giới họ cũng biết được cái nguồn gốc và xuất xứ của cà phê của tỉnh Lâm Đồng thông qua thuận lợi cho quá trình thông thương thế này. Chúng ta đã có 4 cái nhãn, cái diện địa lý của cà phê trong nước rồi, nhưng mà thực tế là cái hiệu quả của những cái chỉ dẫn địa lý này chúng ta đánh giá hiện nay cũng chưa thực sự nó cao, thì chúng tôi là những người đi sau thì chúng tôi sẽ rút những kinh nghiệm nhãn chỉ đi trước, những cái nhãn hiệu của những cái chỉ dẫn lý trước. Thì hiện nay trong quá trình xây dựng thì trong cái đơn vị tư vấn thì mà xác định rất là nhiều cái giải pháp cụ thể, để thứ nhất là chúng ta sẽ làm những cái mô hình liên kết chuỗi, và trong cái kinh phí của đảng là có của nhiệm vụ là có như làm 3-4 cái liên kết chuỗi sẽ làm với các doanh nghiệp đang trực tiếp làm việc ở Lâm Đồng thu mua sản phẩm và sản xuất cà phê Lâm Đồng, thì qua những cái chuỗi này và chúng tôi sẽ từ chúng tôi nhân lên cái thương hiệu và sự cạnh tranh của sản phẩm cà phê Lâm Đồng. Thì còn thông tin thêm với chị là ngoài 4 cái chuỗi dự kiến thực hiện trong cái nhiệm vụ khoa học này, thì hiện nay tại Lâm Đồng có khoảng 20 cái chuỗi liên kết sản xuất cà phê với khoảng hơn 9.000 hộ nông dân. Thì cái diện tích sản phẩm cà phê mà qua chuỗi hiện nay khoảng 11-12% tổng sản lượng cà phê toàn tỉnh. Thì chính từ những hạt nhân này chúng tôi tin rằng là 21 là cái thương hiệu sản phẩm cà phê Lâm Đồng càng phát triển hơn. Để hoàn thành được nhiệm vụ khoa học công nghệ này, ngoài sự hỗ trợ của các ngành chức năng, thì doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cần bắt tay liên kết để xây dựng chuỗi sản xuất, tạo ra sản phẩm, hàng hóa có chất lượng và tạo đà thúc đẩy phát triển ổn định lâu dài đối với sản phẩm cà phê Lâm Đồng. Nội dung liên quan đến việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho cà phê Lâm Đồng vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin liên quan đến các mô hình nông nghiệp hiệu quả, các kinh nghiệm canh tác hữu ích, hãy gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Thưa quý vị và Xuân Long, chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.